Rồi, cây cưa này là cây cưa cưa kiếm mini cầm tay nha, nhỏ gọn dễ thương. Cái này phụ nữ cầm thao tác thì rất là ok nè, nó nhẹ nè, nó không có nặng giống những cây cưa kiếm to hoặc là những cây cưa săn. Đó, này anh em làm vườn nó rất là ok nè. Thì bây giờ cái bộ này là bao gồm hai pin một sạc nha. Đây, pin của nó đây, pin 12V. Nhỏ gọn, xài an toàn. Hàng DCA là hàng có thương hiệu luôn đó. Thì gắn cái lưỡi cưa thì đơn giản thôi. Ở đây là nó có một cái bánh răng nè, đó mình chỉ cần mình xoay sang trái, rút lưỡi cưa ra hoặc là mình nhét vô. Đó, nhét vô. Rồi mình buông ra. Rồi, như vậy là cái lưỡi cưa đã được gắn an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cục pin vô. Khi mà mình xài cục pin hết á thì mình cắm vô cái đó sạc nè, đó, cắm vô. Đèn xanh là đủ pin, đèn đỏ là nó đang sạc. Rồi bây giờ mình gắn pin vô, mình cắt thử này nha. Đó, chạy thử nè. Ở đây nó có chốt an toàn nè, bấm vô là khóa nè, không có xài được nè, khóa lại là để an toàn nè. Rồi bây giờ mình muốn xài thì mình đẩy cái chốt này qua. Đó. Rồi bây giờ mình cưa thử này nha. Đầu tiên là mình sẽ cưa thử ván nha. Rồi, một tấm ván nhỏ nha. Cái này là nó hơi to nè. Tí xíu mình sẽ tìm cái loại lưỡi mà nó mịn hơn tí xíu. Bây giờ mình sẽ lấy cái lưỡi mịn hơn xíu nha. Rồi bây giờ mình thay cái lưỡi nó mịn hơn nha, cái lưỡi này to quá. To quá mình bỏ qua. Rồi. Chỉ cần vặn một cái là mình đây, cái răng này nó mịn hơn nữa. Cái này thay lưỡi rất là dễ dàng nha. Rồi bây giờ mình cắt lại khúc gỗ này nha. Có vẻ là mình cắt cái lưỡi mịn này nó dễ hơn, dễ cắt hơn. Cây này là cây khô nha, khô để lâu rồi nó khô cho nên nó rất là khó cắt luôn á. Nhưng mà nó cắt ngon lành. Rồi bây giờ mình thử cái tấm ván mà nó mỏng như thế này. Cái này mà cắt cây ướt là nó dễ lắm, nó nhanh lắm. Cắt ngọt luôn nha. Mình đưa sát đây thì nó hơi quặt cái lưỡi cưa, nó hơi rung. Còn khi mình đưa ra cái đầu bên ngoài á, cắt nó rất nó thao tác dễ hơn. Nhẹ nhàng đúng không? Cắt nửa tấm ván là nhẹ nhàng, cái này là ván khô nè, rất là khó cắt nha. Đây, cái lưỡi này là lưỡi mịn nè, còn cái lưỡi này nó to nè. Nhanh gọn, vết cắt đẹp luôn. Rồi, demo xong nha.